Kính thưa quý vị và các bạn, kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công an thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên đã tích cực tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đồng thời cử lực lượng tham gia trực 24 trên 24 giờ ở các chốt kiểm soát dịch COVID-19, qua đó xử lý những trường hợp vi phạm, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ngày 19 tháng 7, Công an Thị trấn Mỹ Xuyên cử lực lượng tham gia trực 24 trên 24 giờ ở các chốt kiểm soát dịch COVID-19 để quản lý chặt người và phương tiện ra vào địa bàn. Lực lượng làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải hoàn thành thật tốt. Tuy nhiên, do lực lượng ít nên Công an huyện Mỹ Xuyên tăng cường thêm cán bộ trực ở các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn. Đồng thời có sự tiếp sức của lực lượng dân quân, y tế và đoàn thanh niên. Qua công tác tuyên truyền, đa số người dân chấp hành rất tốt, thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Mỹ Xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, công an thị trấn đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 và 5 trường hợp ra đường không thực sự cần thiết với tổng số tiền là 13 triệu đồng. Bên cạnh đó, công an thị trấn còn phối hợp tốt với các ngành đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp quản lý chặt địa bàn, từng hộ dân, nhất là người ngoài địa phương lưu trú trên địa bàn thị trấn để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện tại, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp. Toàn tỉnh Sóc Trăng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, trong thời gian tới, công tác tuần tra kiểm soát sẽ được tăng cường hơn để xử lý những trường hợp không chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.